Thưa quý vị và các bạn, nhằm khuyến khích phong trào hỏa táng, qua đó thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ tiền cho gia đình nào sử dụng hình thức hỏa táng cho người thân qua đời. Sau 6 tháng triển khai, chính sách hỗ trợ này đã được đông đảo nhân dân đồng thuận cao. Từ đầu năm đến nay, trong số 18 người qua đời ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, thì có đến 14 người được hỏa táng. Số gia đình sử dụng hình thức hỏa táng tăng từ khi tỉnh có chính sách hỗ trợ. Gia đình ông Đặng Xuân Lý ở tổ dân phố Văn Nhuế là một trong những gia đình đã nhận được tiền hỗ trợ của tỉnh. Theo ông Lý, hỏa táng nhanh gọn, tiết kiệm, lại được tỉnh hỗ trợ, cho nên khi mẹ ông mất, gia đình thống nhất đưa cụ đi hỏa táng. Chính sách này hợp tình hợp lý, bây giờ là nên phát huy và mạnh mẽ hơn nữa và tuyên truyền cho mọi người khác là nên làm những cái việc này rất sạch cả con cả cháu và sạch cả coi như là các cụ. Nhân dân đã hưởng ứng rất tốt và tôi tin rằng trong cái thời gian tiếp theo thì nhân dân sẽ ủng hộ và sẽ thực hiện tốt hơn nữa trong cái quá trình về cái việc mà đối với chế độ chính sách hỗ trợ đối với người khi mất được đi hỏa táng. Những năm trước, không nhiều gia đình ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu sử dụng hình thức hỏa táng. Tuy nhiên, năm nay số ca hỏa táng ở địa phương này tăng gấp đôi, tỷ lệ hỏa táng từ 25% đã tăng lên 50%. 19 trên 40 người qua đời từ đầu năm đến nay được hỏa táng. Một số cán bộ, đảng viên đi đầu thực hiện hỏa táng cho người thân qua đời, đồng thời tích cực vận động nhân dân thực hiện hình thức mai táng văn minh đang được tỉnh khuyến khích và hỗ trợ này. Đây là một chủ trương thì đã khẳng định là đúng rồi. Và vào trong thực tế thì cũng là rất là phù hợp. Đấy là một cái sự động viên và một cái khích lệ đối với cái việc là thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Theo quyết định số 14 ngày 28 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022 có 3 mức hỗ trợ: 5 triệu đồng, 10 triệu đồng và 12 triệu đồng tùy theo đối tượng. Ngay sau khi tỉnh ban hành hướng dẫn về trình tự hỗ trợ chi phí hỏa táng, các xã, phường, thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân, đồng thời giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục cho các gia đình được nhận hỗ trợ. Đa số là coi vị là rất là phấn khởi và đồng tình ủng hộ. Cái số người coi vị là đưa người thân đi qua đời đi hỏa táng thì nó tăng lên. Và khi coi vị là gia đình có cái thủ tục để mà chuyển về ban xã thì chúng tôi thống nhất giao cho cán bộ chính xã hội thì tiếp nhận và hướng dẫn cho người dân một cách nhanh chóng và tận tình. Kết quả trong 6 tháng đầu năm đã có 1.092 gia đình trên địa bàn tỉnh nhận được tiền hỗ trợ hỏa táng với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. 100% số xã, phường, thị trấn có người qua đời được hỏa táng. Số lượng ca hỏa táng tăng qua từng tháng đã chứng tỏ chính sách của tỉnh đã dần đi vào cuộc sống, làm chuyển biến trong nhận thức của một bộ phận người dân về vấn đề mai táng cho người quá cố.